vậy? Dạ. Mà ba con ký à, mấy con? Ba con phải ký ngoài, ngoài. Ờ, bây giờ cân 2 ký. Dạ. Cá này ăn được không? Dạ được rồi. Cá này thịt cá chưa ăn được chú ơi. Bởi vì phải còn sống phải không? Nướng xong ăn được. Ăn được chứ, cuốn là ăn được à. Nó vừa luôn á, vừa luôn. 2 ký mốt. Bao nhiêu tiền? 2 ký mốt là 44 ngàn. Nhấn máy. Ủa xoài mà bọt hết. Rau muống, rau nhút à, rau muống này là nó lên không có trồng nha các bạn à. Ăn bao nhiêu cứ hái ăn, không ai nói gì hết. Nó ngon chưa? Ngon chưa? Rau muống, rau nhút lên non. Chỉ có cái rau nhút thì mới làm cho sạch rau muống để cho rau nhút lên mới bán thôi. Còn rau muống thì chỉ vớt lên bỏ thôi chứ không có bán. Đó. Cái này mà làm dưa bán. Này không có gần chợ. Thành ra còn nguyên, không ai ăn hết. Chào các bạn, hôm nay mình về quê. Thì hôm nay mình sẽ nướng mấy con cá lóc nướng chui theo đúng chuẩn của dân miền Tây à, nướng mình à, các bạn hãy theo dõi mình xem mình nướng mấy con cá lóc như thế nào nha. Sau khi là con cá để ở trong chậu nước cho nó ướt rồi đem ra là chúng ta xỏ cái cây tre, nhánh tre từ ăn xuống nó cắm xuống đất, bắt đầu là ta tủ rôm ta đốt mà phải nướng bằng rôm. Con cá lóc nướng chui muốn ngon là phải nướng cho bằng rôm, còn tất cả những loại lửa khác là không ngon. Đây để xem là nó cháy rồi, con cá nó rất ngon cho các bạn xem. Còn nếu mà nướng bằng lửa than, lửa củi, lửa lá dừa đúng không, mà con cá mà để cho cái dãy mà nó khô, nó dính vô trong cái con cá là nướng nó không có bung ra, nó không ngon. Đó, bây giờ cái cách mình nướng đây là nó mới là đúng điệu. Đó, thì một hồi nữa khi nó cháy là nó sẽ thành con cá nó bung cái dãy ra, rất là ngon. Đúng như vậy, nó phải cháy lửa, cháy ngùn ngụt như vậy đó, con cá nó mới ngon. Đó, bỏ vô rôm vô, hết là bắt đầu bỏ vô. Không trái từ từ. Không đừng nước gì nữa, để cho trái ngồi ngúng. Trái hết cái bắt đầu. Bắt đầu. Cho nó ngúng hết, cần cần hết ăn thôi. Bỏ vô tiếp. Ừ. Cho nó trái đều á, bồ tứ phía cho nó đều, thật đều. Con cá nó mới chín đều. Ừ. Khều cái ở trên ngọn cho nó xuống. Rồi bỏ vô tiếp. Dạ, bỏ đâu ạ? Đó, bỏ vô tiếp. Bỏ tiếp đi Hiển. Rồi nó lủng luôn rồi. Lủng cái gì? Không quá sâu rồi. Không sao hết. Kệ không giận không sao. Cứ bỏ vô tiếp. Kiểu, cái lại đi. Than từ từ nó bỏ than lên. Để cho nó ngúng than chút rồi bỏ trong bề. Bỏ vô. Cái hỏa bỏ than đi. Nó là vậy, phải như vậy. Nè. Cái này được chịu ra bỏ rồi mới vậy. Ồ, nãy cắm ổng ấy nè, nó ngã con rồi. Không cá hả? Ờ. Không có trái. Không có trái, ngã. Bỏ hỏi cắm sâu chưa? Sâu mà. Bỏ vô lên kệ nó lỡ. Lấy cái cắm lại. Tại nó nóng làm sao cắm được. Cắm không được. Lấy cắm không được, đỡ lên. Lấy đồ lấy cục gạch bỏ lên. Đây nè, cục gạch nè. Đây nè, cục gạch nè, kê lên cục gạch. Nè ở. Trái cây. Một con kia cũng gãy. Ồ, hồi nãy tao nói cái cây ấy là đúng rồi, cây cái trái cái cây đây. Cái cây kia lại. Mấy cá nằm
kia lại để cá nằm đi, không lấy mình nướng sao. Thôi để nằm cái nữa rồi. Cá này nó ngon lắm, cái này nguội. Cạo bằng rơm nó tróc cái dãy ra đó, cái dãy nhẹ ơi mày, mày cạo vậy nó tróc luôn cái da rồi, nhẹ thôi, nhẹ thôi, chỗ đó bị nứt, nhẹ thôi, nhẹ thôi, ở phớt phớt ở ngoài thôi, nó cái dãy nó mới bong ra, nhẹ thôi, tới da là dừng lại. Dạ ăn chứ, da vàng mà. Cạo sạch cái dãy là ăn đấy, cạo đã hết dãy. Nó nhẹ tay thôi, nó bong cái dãy ra hết. Còn nóng vậy nó ấy này, chỉ còn nguội nguội cái nó da lại cái này chẳng được. Nó nhẹ nhẹ thôi, nó bong cái dãy ra hết à. Thấy thèm không? Em được mấy mốt mua ăn chứ con nào nào giờ không ăn cá bắn cá nuôi. Vậy ấy chứ cái này ăn cũng mình làm nhẹ thôi, nhẹ thôi, ở đó nhẹ cái dãy nó bong à. Mình làm mình không có cái mỡ hành đồ nhiều á, đỡ hơn hồi kia là mỡ hành lắm. Bong cái dãy ra nó mới đúng điệu, cái đó cũng chưa có bong dãy hết á. Cái này cũng chưa chín luôn, chưa bong dãy luôn. Còn cái ớt dữ ta, nuôi mà không nhiều vậy. Ai nuôi? Nuôi chứ đâu không nhiều. Mày nuôi hả? Nuôi ăn gần hết rồi. Trời, nhiều không? Có bự không? Hả? Không biết tên luôn hả? Tôi lên bàn ở đây mời tất cả mọi người. Nó trẻ hơn. Thôi đừng dễ ra nữa. Để như vậy. Cho lộng mà. Quá hấp dẫn luôn. Miền quê. Cái gì cái sao ta điện trước đi xuống đi không? Bấm mè nè. Điện xuống đi là cháy hành, em muốn làm gì nữa nè. Xoài gà Đài Loan nè. Thấy chấm chưa? Thấy chấm chưa? Cá lóc nướng mãi đó. Cá lóc nướng mãi đó nha. Theo năm. Chân thành cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thấy thích thì cho một like, một đăng ký, một chia sẻ. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại video sau. Bye.